Nay mình sẽ kho chiên cá biển chiên lạc các bạn với nấm xài. Đây là xài xài đu đủ gì đó. Cái này là xài xài bưởi nha, rất là chua. Còn đây là xài đu đủ nè. Chúng ta sẽ chọn hai trái vào nha các bạn. Còn đây là ớt với tỏi các bạn. Ta sẽ trộn với nấm xài ha. Còn đây là cá nè. Cá biển bên này rất là tươi các bạn ơi. Còn đây là cải xanh. Cải xanh để nấu canh ăn giải nhiệt mùa nóng á các bạn. Nấu chung với chả thôi. Còn chúng ta sẽ xin một tép hành nha. Tép tỏi chứ. Hành chúng ta cắt cả tỏi. Hỏi tỏi mình là gừng á. Các bạn thấy gừng không? Sẽ để chung canh ha. Còn đây là rau cải xanh. Mình sẽ đi qua chiên cá đây. Đây chảo nó vậy mình đã để nóng rồi nè. Còn đây là chúng ta sẽ nấu nước lẩu nấu canh. Đợi nước chưa? Đây là chảo nóng rồi, tôi sẽ đẩy vô ăn vô, tôi sẽ đẩy vô ăn các bạn. Nãy giờ mình đẩy nóng rồi, tại cái chảo này dày chúng ta phải đẩy trước thời gian đó, chúng ta sẽ rút ngắn lại thời gian quay của mình. Mình sẽ bắt đầu đẩy cá với chiên thôi, chiên lạc các bạn ăn với mắm mắm xài. Các bạn thấy văng cái bông hoa không? Còn đây là mình sẽ nấu canh nha, cái mình sẽ để mở lửa, mình sẽ mở lửa, mình sẽ chiên cá để tí các bạn mình sẽ qua làm xoài các bạn nha. Bây giờ xoài mình đã bằm ra, chúng ta sẽ ớp như các bạn, bắt đầu ớp đi. Mình sẽ đẩy đường vào trước đó, cho nó ra nước thì chúng ta sẽ tiếp tục nữa các bạn. Đường chúng ta sẽ đẩy vào các bạn. Hai loại xoài các bạn, một loại chua, một loại ngọt á. Chúng ta sẽ đường vào cho nó ra nước, chúng ta sẽ trộn rồi cho nó thấm xuống đi, nó để một tí nha. Chúng ta sẽ qua coi cá, để một tí chúng ta sẽ để nước mắm vào các bạn, không chúng ta sẽ để nước mắm vào đây nè, vô cái chén tỏi ớt này các bạn. Để thêm miếng đường các bạn, chúng ta tiếp tục để đường các bạn, để tí đường vô, mình sẽ đánh cho nó còn luôn. Chúng ta sẽ quậy nước mắm lên nha, rồi cho nó đều, sẽ chọn ra xài xài đó nó sẹp xuống các bạn. Khi các bạn để đường vô nó sẽ sẹp xuống nha. Chúng ta sẽ bắt đầu chan nước mắm lên, trộn lên. Trong thời gian này cá cũng sắp chín rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ đẩy đều lên, nó tự động nó sạch xuống đó các bạn. Chỉ đẩy đường với nước mắm với tỏi hết thôi. Rồi các bạn sẽ trộn thật các bạn. Đó là trộn thật các bạn. Hai loại xài để cho ăn nó đỡ nó chua. Nếu mà xài bưởi xong thì rất là chua. Chúng ta sẽ để thêm xài đu đủ luôn nha. Các thèm các bạn. Quá ngọt. Chúng ta sẽ qua coi cá. Cá có dấu hiệu chín nè các bạn. Ta sẽ chở lần thứ hai nữa nè. Mình sẽ giúp nó chở rồi. Ừ, dần, còn dần. Cá rất là ngon. Nóng dần. Dạ. Cái chảo này cái nóng nó mặn rồi. Dạ. Các bạn thấy nó ngon không? Mình đã tắt lửa rồi bạn. Chưa đã chảo thì có. Dạ, cái này này chưa. Mình sẽ bắt đầu quay cho nó các bạn. Hay cho nó chở về cái hướng bên kia cho nó thấm dầu rồi.
sẽ canh canh cho nó vàng tí nữa nha. Hôm nay chín bây giờ vàng lắm các bạn ơi, vàng vàng dữ lắm luôn. Mình phải tắt lửa nha để cho nó nóng một hồi. Đây là nước chín sôi các bạn. Chúng ta sẽ đẩy rau vào nha. Chúng ta sẽ đẩy chả vào trước. Chúng ta sẽ giúp từng cục một cục nha các bạn. Đây chúng ta sẽ giúp từng cục từng cục. Không có cần làm gì hết, chúng ta sẽ đẩy cái chén đi. Rồi chúng ta sẽ nêm sao nè. Cái chả này thì họ chỉ làm để muối thôi, chúng ta về khỏi làm lại cũng được. Làm lại nó cũng ngán lắm. Ta sẽ giúp cho đây hết. Ta đẩy cho cá nó ngồi chứ nữa là sẽ... Bây giờ chúng ta đợi cái sòi này nữa các bạn, mình phải nêm nha. Mình sẽ nêm đường, muối, bột ngọt, nêm tí đi. Rồi chúng ta sẽ lấy cái sòi, trong thời gian đấy chúng ta sẽ gấp trái này các bạn. Ngon lắm luôn các bạn ơi. Cá hả, xinh giòn luôn á. Xinh giòn nó tầm thường thôi. Chúng ta sẽ ăn những món xài các bạn. Nói chung là giống như gỏi xài vậy đó. Giống như trộn xài gỏi vậy, chứ không phải là món xài bình thường. Ta sẽ đem lại. Ta sẽ được hai dĩa rồi, chúng ta sẽ đợi canh chín các bạn. Giờ canh đã sôi các bạn sẽ đẩy rau các bạn. Không, trước hết các bạn đẩy gừng vô. Đẩy gừng vô. Đẩy gừng vô các bạn. Đẩy rau nè. Miếng cải xanh chúng ta sẽ đẩy vào chắc hai gừng vô các bạn. Chúng ta sẽ đẩy rau vô. Dạ trời đất ơi. Chúng ta sẽ đẩy cải vô nha. Cải mình mua là 8.000 các bạn. Tôi sẽ đẩy cải vô từ từ. Cho nó tục đẩy cho nó sắc xuống các bạn ơi, tại vì nó nhiều vậy chứ khi chúng ta sôi lên là nó còn xịu à, nó không có nhiều vậy đâu. Cải nó cũng ngót lắm, cải vừa muốn gì đó nó ngót lắm. Chúng ta sẽ đẩy cho một nồi quá dữ luôn. Chúng ta sẽ đẩy cho nó sôi lên nha, nó đang sôi lên, nó đang tức lên. Em nó xuống, đẩy cho nó sôi xuống. Cuối cùng thì canh cũng sôi, chúng ta tắt lửa các bạn. Rồi phải múc cái tô nha. Múc cái tô. Đây là canh canh cải xanh nấu với chả cá các bạn. Mình còn cỏ cái gì, có cọc cỏ nữa. Mình sẽ múc cái tô để đem qua bàn. Ta sẽ đẩy hành vô các bạn ơi. Hành vô đây cho nó chín. Ta sẽ đẩy hành vô đây ha. Ta sẽ múc. Một tô. Các bạn thấy không? Đây chúng ta vừa bánh nè. Wow, hôm qua chúng ta dùng hai tay. Cuối cùng các món ăn đã xong các bạn ơi. Quá trời nực luôn. Đây là canh rau các bạn, canh cải sẽ nấu với chả cá ha.
và thêm tí gừng. Còn đây là nước mắm xài đó các bạn, coi như gỏi xài cũng được. Đây là cá biển viên lạc nè, chúng ta sẽ ăn chung với cái món này ha. Mình ăn thử này, cái nó còn chua quá. Mình phải trộn đều đi các bạn ơi. Nó có hai loại trái ngọt và trái chua đó. Mình sẽ trộn cho nó hòa lại nha, chứ không thì nó rất là chua. Cái trái xài bưởi là chua dữ lắm luôn á, mà nó non nữa. Còn cái này thì sẽ là chiên lạc, chiên giòn. Mình ăn chung với cái này, còn canh thì chúng ta sẽ ăn riêng. Coi như mình đã thành phẩm xong ba món. Hai món nấu với một món chọn các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại. Ủng hộ mình và cho trên xin một like các bạn. Bye bye nha.